Thưa quý vị, sáng nay tại xã Hồng Minh, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên và Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp tuyến đường tỉnh 429 đoạn qua các xã Phượng Dực, Hồng Minh, Phú Túc có tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng. Dự án nâng cấp đường 429 kéo dài gần 7,1 km qua 3 xã của huyện Phú Xuyên được Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai trong giai đoạn 2023-2025. Quy mô mặt cắt ngang nền đường là 21 m. Dự án gồm hạng mục giải phóng mặt bằng một lần, phù hợp với chỉ giới đường đỏ được phê duyệt, đồng thời triển khai đầu tư các hạng mục nền mặt đường, hè đường, cây xanh, cống ngang đường, hệ thống thoát nước. Dự án được phê duyệt có tổng mức đầu tư trên 350 tỷ đồng, trong đó gồm chi phí chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác theo quy định. Nguồn vốn đầu tư dự án sử dụng bằng ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025.